anh ra đây. Lắm. Chị không thể nào vô được. Anh Vũ. Chị anh Vũ. Quá hả? Anh Vũ. Chị này là bạn anh hả? Ờ. Gì vậy? Ai vậy anh? Ờ. Không có gì đâu em. Hai em ra ngoài chờ anh chút nha. Giải quyết xong trả liền. Dạ. Khùng. Ờ, nè. Em trai. À, để tôi nói chuyện riêng chút nha. Nhưng mà anh nói cô ấy đừng quậy phá quá nha. Biết rồi, nha. Biết rồi, yên tâm. Ok anh. Anh Vũ. Trời anh ơi, trả đi ngồi. Rồi ngồi đi. Gì? Anh Vũ. Anh Vũ bây giờ phải đi về, anh về với em. Anh về giải thích rõ ràng mọi chuyện với bà ngoại em. Chứ để mọi chuyện vậy bà ngoại em la chết. Bà ngoại không có nhìn mặt em nữa anh Vũ. Ngồi đi, ồn màu quá. Cô muốn cái gì? Anh đi về với em đi anh Vũ. Cô khùng hả? Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang chơi vui kêu tôi về. Cô có thấy bạn gái tôi không? Bạn gái tôi đang đợi tôi đó. Bây giờ cô nhìn lại cô đi. Hả? Cái gì cô cũng thua bạn gái tôi hết á. Mà sao tự nhiên bây giờ tôi nhìn thấy cô tôi muốn ói quá. Thiệt luôn á. Tại sao bây giờ anh lại tráo trở như vậy hả? Anh đã hại đời con gái của tôi rồi. Anh nói đi. Tại sao trước kia anh nói em theo đuổi tôi, bây giờ anh có thể nói ra mấy lời đó nữa hả? Hả anh Vũ? Tráo trở cái gì? Hả? Tôi mệt quá. Bây giờ cô muốn biết tôi có hại đời con gái cô không đó hả? Được rồi, tôi nói cho cô biết luôn. Đêm đó có đó, là tôi hại đó thì sao? Hả? Mà tôi nhớ đêm đó cô vui, tôi cũng vui mà. Hai người đều hạnh phúc. Cái này là chuyện bình thường của xã hội, có gì đâu mà khóc. Đến đây khóc làm cái gì? Anh đã hại đời tôi rồi. Có phải đêm đó anh cho tôi uống thuốc đúng không? Anh đã cho tôi uống thuốc gì? Anh nói đi, anh cho tôi uống thuốc gì rồi? Cô đừng có la nữa được không? Thuốc gì hả? Chỉ là một ít thuốc kích dục làm cho hưng phấn thôi. Nhưng mà đêm đó cưng cũng quậy lắm đó nha. Đâu có hiền gì đâu. Nè, biết rồi còn hỏi. Mấy câu chuyện đó đâu có vui. Đến đây la lối làm chi cho mắng nhục. Bây giờ chuyện xong rồi đó. Thôi đừng ai nói đi đi. Đến làm phiền tôi làm gì vậy? À, cô muốn tiền đúng không? Xin lỗi nha. Bữa đi mà quên để tiền lại cho cô. Thôi được rồi. Để coi. Nhưng mà đêm đó thì khoảng bao nhiêu tiền ha? 3 triệu đúng không? 3 triệu. Khoảng bao nhiêu thì đủ ta? À. Cái gì khóc dữ vậy? Ít quá hả? Thôi được rồi, cho thêm nè. Trời ơi. Vậy là nhiều rồi đó nha. Đây. Ở chỗ này là hơn 3 triệu rồi đó. Đồ khốn nạn. Anh nghĩ tôi cần tiền hả? Nè, cũng muốn làm gì vậy? Bây giờ tiền cũng không thèm. Được. Ngồi đó đi, ngồi đó mà khóc. Không lỡ rồi thì đi làm gái luôn đi. Đó, có khách nào ra thì đi làm gái luôn đi. Cô lại đây đi. Biết đâu mai muốn tôi đến đây chơi, cần gái á, tôi sẽ gọi cô. Lúc đó tôi sẽ trả cô nhiều tiền.
giò. Bánh trưng, bánh giò. Bánh trưng, trưng gai, bánh giò. Trưng gai, bánh giò. Trời ơi, thằng Vũ, cái thằng sát nhân à, ra đây, mày ra đây. Bình tĩnh mày đi Vĩ ơi. Ngoài tao. Có chuyện gì từ từ nói. Trời gì vậy? Vũ ơi, mày ra đây. Có chuyện cái gì thằng gì vậy? Sát nhân mày trả cho ngoài là cho tao. Bình tĩnh đi Vĩ Bảy à. Ra đây. Có chuyện gì ra từ đây. Từ nói mà. Vĩ Bảy, cái chuyện gì vậy? Khốn nạn. Mày ra đây thằng Vũ đâu? Vĩ Bảy, Vĩ Bảy, có chuyện gì Vĩ Bảy nói đi. Ra đây. Vĩ Bảy. Kêu nó ra đây, nó giết hại cháu tao. Cháu tao chết rồi. Mày làm gì con gái người ta mày? Thằng khốn nạn. Cái gì bữa sáng xuống màu màu quá vậy? Mày trả cháu lại cho tao. Thằng khốn nạn. Ơi, cái gì vậy? Ai làm gì cháu bà? Nó bị mày chửi bới ruồng rậy đó. Rồi nó quận trí nó nhảy xong tự tử chết rồi. Bà nói sao? Trả cháu cho tao. Thì chết rồi hả? Nó nhảy xong nó chết rồi. Bây giờ nó nằm ở trong nhà xác kia kìa. Mày thấy chưa? Mày ác lắm. Mày trả cháu cho tao. Tôi không làm gì cháu bà hết trơn á. Tôi nói cho bà biết. Tôi không biết. Tôi không có làm gì cháu bà hết. Khốn nạn. Hả? Mày đi đâu? Mày trốn trách nhiệm chưa đủ hả mày? Sao? Đúng ra. Với tao hả? Đúng ra. Tôi nói cho mày biết. Nó 18 tuổi rồi. Tôi không có làm gì hết trơn á. Đó là giới tử đó thôi. Mày nói gì hả? Mày nói cái gì hả? Trời ơi, tội nghiệp con bé quá. Nó hiền lành dễ thương tới như vậy. Sao mà cái thằng này nó hại đời con bé đến nỗi để nó phải tự tử như vậy. Bởi vậy hả, tôi nhìn mặt thằng đó là tôi không có ưa nổi rồi. Còn không chịu trách nhiệm nữa chứ. Đúng là cái đồ sở khanh mà. Có tội thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đàn ông như mày á, có ngày bị trời đánh đó nghe. Đúng rồi hả? Mấy người nhiều chuyện vô tôi nha. Sớm này nhiều chuyện vậy, không có việc làm hả? Tôi nói tôi không có làm gì hết trơn á. Nè, chói được không? Còn đánh tôi đi, đánh tôi đi. Ba, có ai làm gì không? Mày đánh tôi không? Trả đánh cho coi, trả lại cho tao đi. Tôi nói là tôi không biết gì hết. Mày làm cái gì thì tự mày biết. Mày khùng quá, tôi không có làm gì hết trơn á. Lấy ra. Trả mạng cho tao. Dì Bảy, bình tĩnh đi dì Bảy. Dì Bảy, bình tĩnh dì Bảy. Bạn, uống một mình, không buồn anh bạn. Mày là thằng nào? Anh không biết tôi, nhưng tôi biết rất rõ về anh và anh Sơn. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Tôi là đàn em của anh Hổ, làm chung với Sơn Mộc. Mày nhìn gì vậy? À, mày muốn cái gì? Thấy anh ngồi một mình buồn cho nên tôi qua chơi cho vui chứ không có ý gì hết. Đừng có sợ mày, có chuyện gì nói đi, đừng có dai dòng. Thôi được rồi, tôi chơi bài ngửa với anh. Sắp tới anh Hổ có một chuyến hàng rất là ngon. Hàng gì? Hàng đá quý. Chỉ cần lấy một viên thôi là có cả 100 triệu rồi. Miếng mùi ngon như vậy chẳng lẽ lại bỏ qua? Vậy là mày muốn hợp tác với tao để đi ăn cắp hả? Đương nhiên, tôi với anh hợp tác ắt sẽ thành công. Lúc đó tha hồ mà hưởng thụ. Tức là mày muốn làm phản thằng Hổ hả? Nhưng mà tại sao lại là tao mà không phải là thằng khác? Tại vì tôi biết anh có mối hận với thằng Hổ. Anh quên cái vụ mà nó trùm bao bố đánh anh sao? Tao không có hứng. Mày đi kiếm thằng khác đi. Tao đang bực mình. Đừng có đem mà lem bem nữa. Thôi được rồi, bây giờ tôi thấy anh không tỉnh táo. Đến khi nào anh tỉnh táo tôi sẽ gặp anh. Nhưng không chừng tới lúc đó anh sẽ tới kiếm tôi. Anh nên nhớ, không làm thì đừng bép xép với ai. Anh cũng biết luật rồi đó. Tôi mời anh chầu này. Tôi đi trước.
Không hiểu sao mà thằng Vũ nó lôi mình vô đây. Chắc nó sợ mình kể cái chuyện nó ăn cắp đá quý của người ta. À đúng rồi, hôm nay ông thấy sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ thả tôi ra đi bác sĩ. Bác sĩ cho tôi về nhà nha bác sĩ. Nhà tôi ở dưới cù lao Rạch Tràm á. Cho tôi về đi. Ở dưới không có ai coi chừng nhà hết á. Tội nghiệp nhất là vợ tôi, không có ai thắp nhang cho bà hết á. Cho tôi về đi bác sĩ. Ông nhớ uống thuốc thì mới mau hết bệnh rồi về nhà. Con trai ông mới yên tâm làm việc được chứ. Bác sĩ ơi, không có phải như vậy đâu. Tôi không có bệnh, đừng có bắt tôi uống thuốc. Uống thuốc tôi càng bệnh thêm nữa đó. Bác sĩ ơi, tôi năn nỉ bác sĩ đó. Tôi lại bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, bác sĩ, cho tôi gặp con trai tôi đi. Tôi sẽ hỏi nó, tại sao nó ác với tôi quá vậy? Cho tôi gặp nó đi bác sĩ, để tôi hỏi cho ra lẽ cái chuyện này bác sĩ ơi. Thôi được rồi, ông cứ nằm xuống đi, hết sức bình tĩnh, cứ uống thuốc hết đi. Hết bệnh, tôi cho ông về liền. Tôi không có bệnh gì hết bác sĩ ơi. Nằm đây vậy một mình nó buồn. Nó buồn vậy riết nó bệnh thêm đó bác sĩ ơi. Bác sĩ cho tôi về đi bác sĩ. Vũ ơi, Vũ ơi, con ở đâu vậy Vũ ơi? Con hai cha con với nhau mà mày đành lòng mày bỏ tao ở đây hả Vũ? Cho ba về đi con ơi. Ba không có điên gì đâu. Thôi ông cứ bình tĩnh đi, cứ ở đây dưỡng bệnh rồi uống thuốc, chừng nào hết bệnh rồi về nhà. Không, không uống thuốc, không uống thuốc, không uống thuốc, không có bệnh, không uống thuốc, không uống thuốc gì hết. À, còn hai lần cái vẽ lên tập con giỡn bộ. Không có được do tập hết. À má với cô Thơm về. Về cười. Má ơi, hôm nay con với chị vừa được học sinh giỏi á. Giỏi dữ vậy ta? Vì bữa nay á, cô Thơm nấu chè đậu đen đãi hai đứa hen. Dạ, con thích lắm. Đi Dừa lên nha cô. Cậu Út á, mà nghe con học giỏi như vậy á là cậu mừng lắm đó. Rồi chị Dừa đâu rồi? Dạ, chị Dừa bóp lưng cho bà ngoại rồi. Bà ngoại bị làm sao? Sáng giờ bà ngoại cứ kêu đau lưng hoài à. Ngồi dậy á, còn đi không được nữa. Đúng rồi, đau gì nè. Em ở đây dọn giùm chị nha. Chị vô thăm má cái dạ, đã. Dạ, chị vô đi. Ui. Má, má sao vậy má? Má đau quá con ơi. Thôi được rồi, con ra ngoài học bài đi. Để đây cô ba lo cho bà nội cho. Dạ. Ui à, trời ơi, chắc là má bị trời trừng phạt quá. Khi không tự nhiên đau lưng quá vậy nè. Ai ba bữa nữa mà không hết á, chắc phải đi lên bệnh viện huyện khám coi sao. Chứ nếu kéo dài hoài vậy, làm sao mà ngồi cầm bài xóc đĩa nổi đây con. Trời dạ. Ơi má ơi má, má đau vậy á mà má còn nghĩ tới chuyện đánh bài nữa. Sơn, có chuyện gì chú Chính? Chú không có đồng ý cái lối sống của thằng Vũ trong cái xóm trọ của chú. Bao nhiêu năm nay yên lành, nó mới về ở cái là có chuyện. Sơn, mày có lường được hậu quả nó như thế nào không? Chú Chính thông cảm đi, thực sự là tụi tôi cũng không ngờ tới cái chuyện mà Thi tự tử, cho nên mới gặp cái chuyện rắc rối như vậy nè. Thằng Vũ nó ở đâu mà tao gọi nó bao nhiêu lần không được nó? Nó làm gì làm nó cũng phải có trách nhiệm với bà Bảy chứ. Từ nay báo chí công an khu vực sẽ làm rõ cái vụ này cho coi. Dạ tôi nghĩ là chắc thằng Vũ nó sợ chú nóng giận rồi la nó, cho nên nó đâu dám nghe máy đâu, nó trốn đi luôn rồi. Bây giờ thôi vậy đi, để tôi dọn đi chỗ khác nha. Thằng Vũ nó không thể sống ở đây được, còn mày cứ ở đây. Còn công an khu vực để chú dàn xếp cho. À còn bà Bảy á, bà hứa bà sẽ dọn đi chỗ khác. Mọi người trong xóm sẽ không nhắc cái chuyện này nữa đâu. Nhưng lỡ bà Bảy mà kể cái chuyện thằng Vũ nó hại con Thi là chết đó. Thật ra cái chuyện này cũng do con Thi mà ra. Nó nhẹ dạ khả tin, suy nghĩ nông cạn. Chuyện đó có gì đâu mà phải tự tử. Tao sẽ cho tiền bà Bảy ha. Rồi có cách nói với bà, nói khéo với công an khu vực để họ đừng để ý đến cái chuyện này nữa. Tao thấy mày á, mày cũng phải qua thăm bà đi, cho bà nhiều tiền vô để bà dàn xếp em chuyện này ha. Rồi bà đi chỗ khác bà sinh sống. Tôi biết rồi, cảm ơn chú. Vậy ha.
chị có điện thoại nè. Em nghe giùm chị đi. Dạ. Tai chị giàu không hà, chắc thằng Sơn nó gọi về đó. Dạ. Alo. Alo, dạ ai vậy, nói gì đi. Ai đó? Giọng này đâu phải chị Ba Lành của tôi đâu. Ai vậy? Dạ, chị Ba Lành đang ngồi xoa dầu xoa lưng cho má. Anh chờ chút xíu nha. Ủa mà anh có phải anh Sơn không? Cô là... Dạ, em là Thơm, người giúp việc cho nhà anh. Tôi có nghe chị ba tôi nói. Cảm ơn cô nha. Dạ. Có gì cô giúp cho chị ba tôi? Có gì đâu mà anh phải cảm ơn. Em ở nhà anh được chị ba thương là phước đức lắm rồi. Chị ba nè, bé Dừa, bé Bưởi nè, cứ nhắc anh hoài, anh đừng có hắt xì nha. Vậy hả? Dạ. Mà anh hai tôi có khỏe không cô? Dạ, anh yên tâm. Cô Út hỏi thăm cả anh nhà hai mình ăn á. Ngon, ngủ ngon, có em canh chừng nên không có qua hàng xóm quấy phá nữa rồi. Lúc trước á, bị chủ ghe đánh nên là anh cũng sợ. Mà anh biết không, anh hai á, bây giờ anh còn biết quét nhà phụ chị ba nữa đó. Em dạy cho ảnh đó, anh thấy anh hai có giỏi không? Ừ, cảm ơn cô nhiều nha. Anh này, anh đừng có nói cảm ơn em nữa. À, bé Dừa với bé Bưởi á, được học sinh giỏi nữa đó. Vậy hả, giỏi quá. Cô nhắn lại là tôi sẽ thưởng cho tụi nó. Dạ, anh cứ yên tâm làm việc ở trên Sài Gòn, đừng có bận tâm chuyện ở dưới này nha. Dạ, anh nói chuyện với chị ba nghe. Nè chị. Alo, chị nghe nè Sơn. Em có khỏe không? Công việc của em sao rồi? Dạ, hiện tại thì em ổn. Cái cô Thơm này công nhận là vui thiệt á. Mới nói chuyện với em mà làm như là biết nhau lâu lắm rồi. Ừ, nó dễ thương lắm. Có Thơm ở đây phụ chị một tay cũng đỡ hơn, đỡ buồn nữa. Nghe giọng á, lại biết chị quý cô Thơm đó rồi. Ừ, chị em sống với nhau á cũng hợp tánh hợp ý lắm. Mà nè, má đang bị đau lưng nặng lắm á, ngồi không có nổi, mà lâu lâu cũng nghĩ tới chuyện đánh bài được nữa. Em sẽ gửi tiền về qua bưu điện của huyện, chị chịu khó ra lấy nha. Ở xã mình mất công người ta lại chú ý nữa. Sao rắc rối vậy em? Thì chị cứ nghe em đi, công an hay để ý kiểm tra những người mãn hạn tù lắm. Mà em cũng đã có gửi giấy tạm trú tạm vắng của em về quê rồi đó. Có luôn giấy của thằng Vũ nữa. Vậy thì chị an tâm, công an xã cứ hỏi hoài à. Mà sao chú Mười lên Sài Gòn khỏe không em? Ủa, chú Mười về lâu rồi mà chị ba. Tuần trước em đã đưa ra bến xe rồi mà, em cũng đâu thấy chú lên chị đâu. Chú Mười về tái khám, có cầm theo tiền của em gửi cho chị đúng không? Chú Mười tái khám xong rồi lên Sài Gòn liền mà, từ đó tới nay không có về. Vậy à? Để em hỏi thằng Vũ. Ừ, sao mà chị lo cho chú Mười quá à? Không biết có chuyện gì xảy ra cho chú Mười không nữa. Em hỏi thằng Vũ liền đi nghe. Hỏi thử coi chú Mười có liên hệ gì với nó không, để biết rồi còn đi tìm. Không chừng chú Mười bị lạc, hoặc là chú Mười bị đột quỵ là chết đó. Được rồi, đem gọi cho nó liền. Hiện giờ thì nó không có ở nhà. Chị. Chị cho em gửi lời thăm má nha. Ừ, chị biết rồi. Em giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Chẳng lẽ chú Mười lên đây rồi mà thằng Vũ không biết? Mày ơi, mày chạy xe có gì vậy mày? Hả? Nè nè, anh chạy cái kiểu gì kỳ vậy? Anh chạy từ trong ra thì anh phải chạy từ từ chứ. Bây giờ tao muốn đi đường này tao phải chạy từ trong ra chứ sao? Mày muốn tao chạy sao? Bây giờ mày đụng tao rồi mày nói hàm hộ hả? Ê, muốn gì? Cái này là anh tự té chứ tôi trời đâu có đụng ơi, anh. Đúng rồi, anh tự té chứ xe tôi đâu có đụng anh đâu. Điểm ngay, tao không nói chuyện với mày. Tao nói cho mày biết, mày đụng tao té, mày có gì bồi thường không? Anh đừng có nghe ngược nha, tôi không có bồi thường. Đi em. Đi anh. Mày không bồi thường đúng không? Được, tao nằm đây nè, mày đi đi. Đó, mày ngon đi đi, ngon cám người tao đi. Anh đừng có nghe ngược quá nha. Bây giờ anh muốn sao? Thôi mình đi đó, đi mày anh. Ngồi mày cán đi. Em muốn kiếm chuyện đó, bỏ đi. Đúng là cái thằng điên. Mày nói gì mày? Hả? Rồi đi, hả? Rồi đi. Anh biết chứ lại tao đi chứ chưa? Anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh. Bây giờ mày có bồi thường không? Có bồi thường. Từ từ mình nói. Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi đền cho anh 2 triệu nè. Ê, đứng yên mày. Thôi anh, mày chọc tao hả? Được rồi, số tiền này coi như là đủ bồi thường rồi. Nè, tao nói cho tụi mày biết, tao nhớ mặt tụi bay rồi, tao nhớ mặt số xe luôn rồi. Tụi bay mà báo công an á, tao tới tận nhà tụi bay, tao chém tụi bay đó. Nhớ đó. Rồi, nhớ mặt tao cho mày. Thôi mình về đi, em sợ quá à.
Từ nay coi như tao bỏ qua đó. Rồi mày nhớ mặt của tao đó. Thôi mà anh, bỏ đi anh ơi. Bỏ đi, chấp nhất mấy thằng này làm cái gì. Khốn nạn thiệt. Thôi cứ coi như cũ đi thay người đi. Thôi đi anh. Đúng là bọn nhà giàu dư tiền, quá ngu si. Thằng Vũ này gây ra chuyện rồi mà còn trốn đâu mất biệt. Mày đang ở đâu? Gọi tao gấp. Tao cần nói chuyện với mày. Chú Mười ba mày mất tích rồi kìa. Mày tưởng không có mày tao không sống được hả Sơn? Đúng không? Tao nói cho mày biết, không có mày tao vẫn sống khỏe. Mày không cần lo cho ba tao. Điều của tao, tao tự lo. Thằng càng ngày càng khó coi. Qua đây. Gì vậy? Tao nghĩ là tao với mày á sẽ viết một bài phản ánh về cái chuyện này. Chuyện gì? Tao thấy tội quá à. Bà ngoại già cả rồi, một thân một mình buôn bán hủ tiếu gõ để mà nuôi đứa cháu ăn học khôn lớn. Vậy mà đứa cháu bị một thằng sở khanh gạt tình đó. À, cái vụ xóm trọ bên sông Nhà Bè á hả? Ừ, đúng rồi đó. Tao thấy mình cần viết một bài báo về hoàn cảnh, và đặc biệt là để xem thử tâm lý của bà ngoại khi mất đứa cháu mồ côi như thế nào. Chỉ vì một chút nhẹ dạ, không làm chủ được bản thân, đã gieo cuộc đời mình xuống dòng sông. Mà trong khi cuộc sống này thật đáng giá biết bao nhiêu. Qua bài báo này thì các độc giả sẽ có một cái nhìn sâu sắc hơn về cái chuyện gạt tình. Mà qua bài viết này cũng cảnh báo các thiếu nữ không được nhẹ dạ, không được tin tưởng quá nhiều vào đàn ông. Coi chừng lỡ yêu nhầm yêu rô xanh. Mà có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì các cô gái cũng phải mạnh mẽ lên, dũng cảm đối diện với sự thật. Chứ đừng có đi tự tử. Tự tử hèn lắm.
mà còn bất hiếu nữa. Cha mẹ của mình sinh ra mình cực khổ biết bao nhiêu, đừng vì một người đàn ông phụ tình mà tự tử như vậy chứ, đúng không? Được đó, hay lắm. Nếu có ý tưởng rồi á thì mình đi liền đi. Ừ. Chứ để chần chừ là người ta khai thác liền á. Có địa chỉ chưa? Có rồi, xóm trọ bên khu nhà bè. Tới đó chắc chắn hỏi nhà bé Thi mới tự tử ai cũng sẽ biết. Ừ. Bà ngoại của bé Thi tên là bà Bảy bán hủ tiếu gõ. Đi. Ừ. Chú ơi. Ừ. Hỏi thăm đi. Cho con hỏi phòng trọ của bà Bảy bán hủ tiếu có đứa cháu tên là Thi vừa tự tử ở đây đúng không chú? À, nhà bà Bảy đó hả? Dạ. À, hai cô cứ đi thẳng vô cái dãy nhà trọ này, rồi quẹo phải ở phòng nào mà có bàn thờ là nhà bà Bảy đó. Dạ, con cảm ơn chú nhiều ạ. À, không có cảm gì. Cảm ơn chú. Mình đi. Nè cô. Dạ. Dạ. Mời hai cô ngồi. Dạ. Dạ thưa bà, tụi con á là phóng viên của học viện báo chí. Ừ. Hôm nay tụi con đến đây á là muốn hỏi thăm bà về chuyện của em Thi ạ. Dạ. Cháu tôi tội nghiệp nó lắm. Nó là một đứa cháu ngoan, nó học giỏi lắm. Nó còn đang ôn thi đại học nữa. Nó thích làm cô giáo, nó hiền lắm. Đâu có ngờ cớ sự nó xảy ra như vậy. Ờ, bà cho con biết chút xíu về gia cảnh của bà và em Thi đi bà. Bà má ăn Thi bị tai nạn giao thông mất rồi. Hồi năm nó 10 tuổi, nó sống với tôi cho tới bây giờ. Vậy hai bà cháu sinh sống bằng xe hủ tiếu thôi hả bà? Hai bà cháu tôi nương tựa vào nhau sống nhờ cái xe hủ tiếu đó thôi. Vậy có đủ sống không bà? Thì cũng đắp đổi qua ngày mà thôi. Con Thi nó vừa đi học về là nó phụ tôi bán. Ngày nào cũng học bài cho tới khuya vậy đó. Tôi không ngờ nó lại dại dột như vậy. Dạ, nghe chuyện của Thi tụi con thấy mình còn khá may mắn. Vậy mà em Thi lại bị dụ dỗ. Lần này á, tụi con muốn viết một bài báo để cảnh báo đến các em học sinh là phải cảnh giác với những lời dụ dỗ ngon ngọt. Và đặc biệt là vật chất đến quá nhanh thì sẽ kèm theo những ý đồ xấu xa. Con hiểu được rằng bây giờ bà phải trải qua những cảm giác như thế nào. Con hy vọng bà sẽ vượt qua được nỗi đau này nha bà. Cũng tại tôi, tất cả là cũng vì tôi hết. Thực trạng bây giờ là các chất kích thích và các chất ma túy đang hủy hoại cả một thế hệ trẻ. Chúng xuất hiện ở mọi nơi và mọi ngóc ngách của cuộc sống này. Tất cả tại tôi hết. Cháu ơi, tôi là bà ngoại mà không biết khuyên nhủ nó, không biết cảm xúc của nó, làm cho nó bị áp lực, khiến nó mặc cảm, xấu hổ như mọi người, không dám đối diện với sự thật này. Bà bình tĩnh đi bà. Bà có thể cho con hỏi danh tánh của người hại em Thi được không bà? Nó. Chú ơi, chú đứng đây làm gì vậy? Bà Bảy ơi, có ai đứng trước nhà bà Bảy nhìn vô kìa. Đó chú đó đó cô. Ê Thuốc. Hả? Chuyện gì vậy? Ờ, hình như là anh Sơn. Mình đừng có nằm mơ giữa ban ngày được không? Bây giờ mình ghi chép xong rồi đi về. Mình à. Cái gì? Bà vô nhà nói chuyện với bà Bảy đi. Tôi đi ra đây một xíu nha. À, nhưng mà. Ê Thuốc. Anh Sơn.
Tại sao anh lại lẩn tránh em? Vậy thì tại sao anh lại có mặt trước nhà bà Bảy? Chuyện của bé Thi liên quan gì tới anh chứ? Anh trả lời đi. Hay là cái chết của bé Thi là do anh gây ra? Anh trả lời em đi. Chuyện không như em nghĩ đâu. Vậy thì tại sao? Anh trả lời đi chứ. Bây giờ anh không nói được. Em đừng hỏi khó như vậy. Thôi được rồi. Nếu như ở đây anh không trả lời được, vậy thì em hẹn anh ở chỗ cũ. Nếu như anh không ra, em sẽ không về đâu. Em muốn nghe toàn bộ về câu chuyện này. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Em không ngờ anh Vũ lại tán tận lương tâm như vậy. Em thấy mình xấu hổ khi cùng quê với ảnh đó. Anh cũng đã khuyên răn nó nhiều lần rồi, nhưng mà nó đâu có chịu nghe. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, biết tính sao. Vậy tại sao anh lại lẩn tránh em? Anh không lẩn tránh em. Tại vì lúc này anh bận nhiều việc quá. Không đúng. Anh có chuyện gì mà thay đổi số điện thoại và lẩn tránh em như vậy? Không phải vừa rồi anh lẩn tránh em hay sao? Nếu hôm nay anh không nói thì em sẽ không đi đâu hết. Anh thấy anh làm phiền em quá, làm cho ba má em lo lắng. Em còn phải đi học, còn có tương lai phía trước. Anh không thể là hòn đá cản đường của em và gây ra cho em những buồn phiền. Anh không muốn chính anh là lý do để cho ba em và má em lo lắng và cãi vã với em. Tất cả những gì anh nói là thật chứ? Là thật. Không đúng. Anh đã biết hoàn cảnh và tính cách của ba má của em ngay từ khi ở dưới quê. Em và anh cũng hiểu rõ chúng ta làm bạn với nhau sau khi vượt qua bao nhiêu rào cản. Đâu phải bây giờ anh mới biết đâu. Anh có biết là phải khó khăn như thế nào em mới chứng minh cho gia đình em thấy được là em có thể độc lập sống. Em có quyền yêu thương người mà em yêu, có quyền sống cuộc sống của mình. Không ai có quyền ước mơ thay em hết. Em đã đi tìm anh, chờ đợi anh bao nhiêu ngày nay, anh có biết không? Một ngày chờ anh đối với em còn dài hơn cả năm vậy đó. Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Anh biết. Anh không hề biết một cái gì hết. Anh biết. Dạ thứ ba con đi học. Làm sao trong cuộc sống em như người bị án treo, đi học cũng bị ba em kiểm soát. Liệu rằng ba em có đứng tim nhất khi hay tin em giảm thương nhau hay không? Tại anh mà em phải sống cực khổ như vậy. Tại anh mà em phải rời khỏi gia đình. Nếu như mẹ em biết anh là ai, có lẽ là em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ hận anh suốt đời. Anh rất muốn gặp em, anh muốn nhắn tin với em, nhưng mà Thu ơi, anh không thể. Anh không xứng đáng đâu Thu à. Anh không xứng đáng với em. Anh sẽ không để cho em phải khổ đâu. Phải rời xa gia đình của em như vậy, anh không xứng đáng để em hy sinh cho anh đâu. Thì ra anh... Em ở bên ngoài chống đối ba mẹ. Liệu em có từ bỏ gia đình của mình suốt đời được hay không?
hay chỉ là trong giai đoạn này, anh cũng không bao giờ muốn thấy cảnh đó. Anh không xứng đáng để em hy sinh như vậy. Em nói gì cũng được, nhưng anh không bao giờ muốn làm kẻ thù của ba em. Không thể nào có cuộc sống nhiều niềm vui và hạnh phúc trong khi lòng chứa đầy hận thù đâu em. Nhưng rồi ba em cũng sẽ đồng ý thôi mà. Chẳng phải là ba em và má em đã từng nói anh là một thằng chẳng ra gì hay sao? Nhưng bây giờ anh đã là công nhân của xưởng gỗ rồi, anh có công việc ổn định. Cho là bây giờ anh làm công nhân đi, nhưng mãi mãi trong mắt ba của em, anh chỉ là thằng sơn khóa ở cù lao nghèo hèn. Em đừng nói dối anh nữa. Anh không bao giờ thuộc đẳng cấp của nhà em. Vậy anh có yêu em không? Em hỏi anh, anh hãy nhìn thẳng vào mắt của em nè. Anh nói đi, anh có yêu em không? Em yêu anh. Em muốn chúng ta cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả những khó khăn, những định kiến trong cuộc sống này. Em có nghề nghiệp, anh cũng có nghề nghiệp. Chúng ta đâu thể nào sống suốt đời với cha mẹ đâu anh. Nhưng lương tâm anh không cho phép, lòng tự trọng của thằng sơn khóa này không cho phép. Anh đã sai khi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa và để em hiểu lầm tình cảm của anh. Anh nói vậy là sao? Hiểu lầm là sao? Anh không yêu em. Anh không thể nào là người đàn ông của em được. Anh nói dối. Anh hứa là anh ở bên em, bảo vệ em suốt đời mà. Lời hứa là danh dự của bản thân. Chẳng lẽ anh nuốt lời hứa và bán rẻ danh dự của mình sao? Anh nhìn thẳng vô mắt em và trả lời đi. Anh đừng lảng tránh sự thật nữa. Tất cả những gì anh nói là nói dối đúng không? Anh là một thằng hèn. Phải đó, anh nuốt lời. Anh chỉ nói cho em vui thôi. Thu à, anh không xứng đáng với em đâu. Em đừng yêu anh, đừng bao giờ yêu anh. Anh xin em đó, em hãy rời xa anh đi. Con đường của anh đi không an toàn cho em. Anh nói vậy là ý gì? Anh đang làm gì chứ? Không, ý của anh, anh chỉ là một thằng công nhân nghèo hèn. Chúng ta hãy dừng lại đi, đừng làm khổ nhau nữa. Để anh không phải hằng đêm thao thức vì điều này. Dừng lại đi em. Anh đã sai rồi. Em hãy quên anh đi. Em hãy cho anh những giấc ngủ ngon. Em đừng bao giờ làm anh phải khó xử nữa. Anh không yêu em, đó là sự thật. Anh không yêu em. Em có nghe rõ không? Anh nói dối. Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em mà nói nè. Anh nói là anh không yêu em đi. Anh nói đi. Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói nè. Anh không yêu em. Sự thật là anh không yêu em. Em có hiểu điều đó không? Anh nói dối. Anh hèn lắm. Đừng nhìn anh như vậy, em sẽ khiến anh không tự chủ được. Xin lỗi em, anh không thể đưa em bay cao nữa. Vì con đường phía trước của anh là sự trốn chạy. Nếu chạy không thoát, anh sẽ trở lại trong bóng tối nhà tù. Và khi đó, em sẽ càng đau khổ hơn. Em sẽ rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng. Và niềm tin của em sẽ bị anh lấy cắp. Anh là một thằng cướp chuyên nghiệp. Em hãy quên anh đi. Từ bây giờ, nhớ em, anh phải im lặng. Yêu em,
anh sẽ im lặng. Vì nếu anh nói ra, em sẽ đau khổ mãi mãi vì anh. Anh không yêu em. Sự thật là anh không yêu em. Em có hiểu điều đó không? Thu à, mở cửa cho má đi con. Thu à. Dạ, cửa không khóa, má vô đi má. Con. Dạ. Ủa, con khóc hả? Sao khóc vậy hả? Ai ăn hiếp con, nó má nghe coi. Sao khóc vậy? Hả? Dạ không có đâu má. Tại con đọc quyển truyện, cái câu chuyện này nó cảm động quá, cho nên con xúc động vậy mà. Chắc chắn vậy phải không? Dạ. Chứ không ai làm con khóc phải không? Vậy thôi, đi xuống ăn cơm con. Má đi. Ủa con cầm cái gì mà tay con run quá vậy? Hả? Dạ đâu có gì đâu má. Con má à, con chưa có đói bụng, cho nên là má với ba cứ ăn trước đi. Khi nào con đói con sẽ ăn sau mà. Nhưng mà thôi má xuống ăn cơm đi chứ để đói á. Chẳng lẽ nó đang yêu rồi nó thất tình? Bà. Có chuyện gì mà bà suy nghĩ đến thẫn thờ vậy? Ông à, con Thu nó đang khóc dữ lắm. Tôi thấy nó buồn thảm sầu ghê lắm, y như là thất tình vậy đó. Tay mà nó nắm sợi dây chuyền á mà nó run run vậy nè. Bà nói quá. Tôi nói thiệt. Chẳng lẽ nó lại gặp thằng Sơn? Thằng này nó muốn chết hay sao? Ông kỳ quá, tánh nóng không chịu bỏ à. Nếu mà nó gặp thằng Sơn mà nó buồn như vậy á thì ông càng mừng chứ sao. Nhiệm vụ của bà bây giờ là phải an ủi, tìm hiểu con. Chăm sóc con cho nó chu đáo. Còn tôi sẽ tạo điều kiện cho thằng Quấn nó tiếp cận con Thu. Đây là cơ hội quá tốt cho nó và thằng Quấn bên nhau. Đúng rồi đó, để tôi lo. Tôi thấy thằng Quấn á, tính tình, dễ thương, lễ phép. Ăn nó lại có trình độ học thức nữa. Mà cái quan trọng á, là gia đình nó có quyền thế. Thời bây giờ có tiền là chưa đủ. Phải có quyền mới có cuộc sống an toàn. Quyền thế đôi khi còn to hơn đồng tiền nữa. Tôi sẵn sàng hy sinh đời cha, củng cố đời con. Có quyền là có tiền, ngay cả lúc ngồi không. Tiếp tân xin nghe à. Tại sao phòng tôi hết bia vậy? Hôm mai lên 4, mang lên cho tụi mấy lon đi. Dạ dạ xin lỗi anh. Dạ chúng tôi cho người mang lên liền ạ. Ừ để đi. Cái gì nữa? Có một người muốn gặp anh nè. Ai vậy? Anh tên gì ạ? Tôi là Đen, làm chung với nó. À anh ấy tên là Đen, làm chung với anh đó ạ. Sao nó biết mình ở đây mà tới tìm ta? Nó theo dõi mình rồi. Để coi nó muốn gì. Được rồi, cô cho lên phòng tôi đi. Dạ. Dạ mời anh lên phòng 304. Dạ cảm ơn. Dạ. Anh
Ai đó? Tao đen nè. Sao mày biết tao ở đây? Muốn biết thì tao biết thôi. Vô đi. Mẹ mày, mày định muốn gì hả? Tao muốn tìm mày làm ăn. Làm ăn cái gì? Tao muốn cùng mày làm giàu. Rất nhiều tiền và đá quý. Đá quý hả? Ở đâu ra? Nói. Đá của anh Bảy Đá. Cái gì? Đá quý của anh Bảy Đá hả? Mày tới đi gặp tao muốn làm ăn. Mày không sợ tao nói lại với thằng Lửa hả? Mày có quyền thèo lẹo với thằng Lửa. Đời tao tiêu. Nhưng tao chỉ tiếc cho mày là không có tiền. Nếu tao sợ chết thì tao đã không tới đây để tìm mày. Mày tưởng là lừa tao dễ hả? Mày à mày. Mày là lính của thằng Lửa. Rủi tao cướp hàng Bảy Đá. Mày muốn gài cho tao chết hả mày? Biết mày. Tao không làm ăn với mày đâu. Đi. Nếu mày sợ, tao kiếm người khác. Tao nói cho mày biết, thằng Lửa bây giờ nó bệ rệ rồi. Không có thằng đàn em nào theo nó. Tao nể cái tính máu lạnh của mày. Tao mới tìm mày làm ăn thôi. Mày không thích thì tao đi. Mày suy nghĩ lại đi. Nó tới nó rủ mình. Nếu mà nó là đàn em của thằng Lửa, nó tới nó gài mình thì sao? Mà nếu như thật sự nó muốn rủ mình cướp đá thì sao? Đá rất là quý. Chỉ cần làm một vố là sẽ có tiền xài. Vụ này phải có thằng Sơn giúp. Alo Sơn hả? Mày đang đâu vậy? Tao có chuyện muốn hỏi mày. Sài Gòn mênh mông quá mà lại nhỏ bé quá. Đi đâu cũng có thể gặp nhau. Tại sao ta xem lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Anh nói dối. Anh hứa là anh ở bên em, bảo vệ em suốt đời mà. Lời hứa là danh dự của bản thân. Chẳng lẽ anh uống lời hứa và bán rẻ danh dự của mình sao? Anh nhìn thẳng vô mắt em và trả lời nè. Anh đừng lảng tránh sự thật nữa. Tất cả những gì anh nói là nói dối đúng không? Dạ mời anh. Coi đi mày. Thằng chị xấu mày. Nhậu đi nhậu một mình. Hả? Nè. Sao? Có chuyện gì buồn phải không? Nói nghe coi. Uống đi. Nói đi mày. Chuyện gì? Tao đang học cách quên. Mày rảnh quá. Học quên? Học sao? Mà mày quên gì? Học quên thật là khó. Quên một người đã từng quen, từng nắm tay và từng yêu. Nè, bữa nay mày sao vậy? Mày gặp con Thu phải không? Tao nói mày nghe ông Năm Sa Ben, ông biết là ông giết mày đó. Giá như tao chết được thì hay quá. Thà chết như con Thi mà mày dụ nó. Mày cưỡng bức rồi mày bỏ rơi nó. Mày hại đời nó. Nè, tao nói cho mày biết. Mày nói chuyện đàng hoàng đi nha. Tao không muốn mày nhắc tới chuyện của tao. Chuyện của mày mày lo đi. Tao nói cho mày biết. Mày đánh tao một cái tao chưa trả lại đó. Mày đừng có ăn nói lung tung. Mày muốn tao đánh mày không hả? Đánh vô mặt nè. Tao đang muốn ai đó đánh vô mặt tao. Chửi tao là thằng hèn. Một thằng hèn. Thằng ăn cướp ăn trộm mà mày đặt yêu đương. Chuyện gì vậy? Tao nói cho mày biết. Tao tới đây không phải là để nghe những lời nhảm nhí đó của mày. Về nhà đi. Tao có chuyện quan trọng muốn bàn với mày. Ở đây tao không có tiện nói. Vậy được không?
Vậy không được, tôi đưa mày về. Đi, về. Sao? Tao đã chia tay với Thu rồi. Không còn dương vấn, không còn mối quan hệ nào hết. Bây giờ tao như con đò xu mái chèo, tự do giữa sông. Ai muốn chèo thì chèo, ai muốn lái thì lái. Đũa tre đâu dám sánh bằng mà đòi mâm son. Tao mệt mày ghê vậy. Sao mà ủy mị dữ vậy mày? Tao nói mày nghe, mày làm như vậy là quá đúng. Con Thu là con của ông Năm Sai Ben. Mà mày biết ông Năm Sai Ben ông giữ cỡ nào rồi đó. Nó có bề gì, ông sẽ cho rằng em giết mày. Tao là bạn mày, ông cho giết luôn tao, tao bị liên lụy. Tao nói mày nghe, chia tay sớm là bớt đau khổ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Đúng, chia tay đi. Mà mày chưa từng yêu ai hết á. Mày chỉ yêu bản thân của mày. Ngay cả người thân của mày, mày cũng không có một chút tình thương. Mày không có một chút tình thương. Ừ mày thôi đi. Mày xỉn rồi, quán xá người ta. Mày la ó ôm sầm à. Thôi đi về đi. Nó xàm quai. Hả? À, quên nữa, mày nhớ mấy bữa trước mày gọi cho tao không? Bữa đó tao quên gọi lại. Có chuyện gì không? Chú 13 của mày đi đâu rồi? Đi đâu mất tiêu rồi, không ở dưới quê. Ê, chú Mười lên tìm mày không? Có. Vậy là chú Mười đang ở dưới mày. Ở dưới quê đang náo loạn tìm chú Mười đó. Ra báo công an đi tìm mất tích là phiền lắm đó. Công an sẽ lần ra mày với tao, mày hiểu chưa? Hả? Trời ơi, cái gì mà rối lên vậy? Mày yên tâm đi. Ba tao đi Long Thành chơi với bà con rồi, rất khỏe và an toàn. Mày lo cho mày đi. Ổng già rồi, không có ai hại ổng đâu. Mày nói dưới quê đừng có lo, báo công an chi vậy? Mà dưới quê chỉ có chị Ba Lành lo thôi. Báo cho chị biết thôi nha. Lo làm chi ba cái chuyện tào lao không? Lo là lo cho ba mày vừa mới bị tai biến xong. Ổng mà bị đột quỵ lại là khỏi chữa luôn. Mà thôi, chú Mười có đi lại hay không hôm sau tìm được là được rồi. Tao về à. Uống hết đi, tao về mày. Vô. Vô, đứng nè. Con xuống đây, tao nói mày nghe chuyện này nè. Về. Tao có chuyện này muốn nói với mày. Thằng Đen, đệ tử của thằng Lửa đó, nó rủ tao đi ăn trộm đá quý trong chuyến hàng sắp tới của ông Bảy Đá đó. Hả? Mày thấy như sao? Mày điên hả? Cười quá vậy? Ông trả lời mày. Ông thầy của tao nói ở trong tù, giang hồ hiểm ác lắm nghe mày. Qua đúng. Qua đúng. Giang hồ hiểm ác, rất đúng. Tao chịu thua mày luôn. Mày không chơi đá mà còn thần kinh hơn mấy thằng mà chơi đá nữa. Ôi, đừng tin người lạ. À, yeah. Đừng tin người lạ. Đi nổi mày. Đi nổi không? Tao đưa mày về. Cái tính tiền đưa mày về. Tính tiền em ơi. Ê, đừng tin người lạ. Bao nhiêu vậy? Nếu là viên lớn thì hơn 500 triệu. Hơn 500? Vậy tao 73. Không được, 50-50. Vậy 64, ok không? Ok. Khi nào hẹn gì? Tối nay, tại xưởng gỗ này. Những viên đá được giấu trong thanh gỗ tạp, và những thanh gỗ được khoan một cái lỗ, những viên đá được giấu rất kỹ trong đó. Nhiều gỗ như vậy, biết thanh nào? Tối nay mới có thông báo. Điều quan trọng là mày phải nhanh tay khi tao ra dấu. Nếu không, trong 5 phút những thanh gỗ đó sẽ được chuyển vào phòng bí mật. Lúc đó mày có muốn lấy cũng không có cơ hội đâu. Ok.
Nhưng mà tao nói trước, mày vào phản tao là tao chém mày. Mày yên tâm. $500 triệu một viên đá. Ủa Quân. Dạ con chào bác. Con nghe Thu bệnh cho nên con qua thăm Thu. Vô nhà đi con. Dạ con cảm ơn bác. Vô đi con. Dạ. À, con ở đợi đây nha. Đợi bác lên lầu kêu con Thu xuống. Dạ. Thu à. Thu ơi, mở cửa đi con. Dạ. Có Quấn tới tìm con kìa. Đi xuống đi con. Dạ. Trong người con không có được khỏe, con không có muốn gặp ai hết á. Thôi mà, đi xuống nói chuyện với Quấn chút xíu đi. Má nhìn điệu bộ của thằng Quấn á, má thấy nó tội nghiệp lắm. Đi đi con. Dạ, con mệt thiệt mà. Con không được khỏe như vậy, xuống gặp ảnh, ảnh mà thấy vậy, ảnh cũng đâu có vui đâu. Ừ, má nhìn thấy sắc con cũng kém lắm đó. Có cần phải đi bác sĩ không con? Không cần đâu má. Con nghỉ ngơi một xíu là khỏe thôi à. Vậy thôi con nghỉ đi, để má xuống kêu Quấn đi về. Dạ. Ừ, nghỉ đi con. Dạ. À con à. Dạ. Con Thu nó còn hơi mệt, cho nên nó nhờ bác chuyển lời tới giùm cho con lời xin lỗi. Để lần sau con tới đây rồi nó tiếp con nha. Dạ không sao, Thu mệt á thì bác cứ để Thu nghỉ đi. À dạ, con có mua cam đến cho Thu nè. Bác pha cho Thu uống nha, để giải cảm. Mùa này trời nắng nóng quá, dễ bị cảm cúm lắm. Dạ. Bác cảm ơn con nha. Dạ. Ủa mà sao nãy giờ con không thấy bác trai vậy bác? Bác trai đi công chuyện rồi con. Dạ. Phải công nhận nha, anh Năm già nhưng cái đầu của anh Năm không có già chút nào. Ở trong gỗ tạp mình có thể giấu những viên đá quý. Cái chuyện đó thì tất nhiên rồi. Mày á có xưởng gỗ, cái chuyện chở gỗ mà có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, có xuất xứ đàng hoàng, công an dù cho kiểm tra cũng có biết được gì đâu. Chỉ thấy những khúc gỗ mà thôi. Chỉ có trời mới biết trong khúc gỗ nào mới có những viên đá quý. À anh Năm, nhưng mà có thằng nào phản là mình chết chắc. Ôi, mày đừng nói chuyện xui xẻo mày. Đây nè, chuyến này Hà Nội sẽ chuyển cho anh 20 viên đá quý. Mỗi một viên trị giá là 500 triệu. Cho nên là em cứ dặn đàn em của em đó, nó phải hết sức cẩn thận. Bể một viên đá cứ theo luật mà đền. Biết rồi mà, để em dặn kỹ tụi nó. Từ trước tới giờ em đã làm cho anh Năm bao nhiêu phi vụ rồi, rất kỹ lưỡng. Anh Năm đừng lo ba chuyện đó làm gì. Nè, mà đến khi nào thì xe tải mới chở gỗ về đến xưởng? Tối nay. Vậy à. Nè, nghe anh dặn nè, chừng nào xe chở gỗ tới xưởng rồi thì mày mới nói cho tụi nó biết là trong khúc gỗ nào có đá quý, nghe chưa? Trời ơi, em biết rồi. Vô đi anh. Ừ. Nhậu cho đã, xong rồi về nhà em chuẩn bị nhận đá quý. Thôi thôi, nói luôn. Thôi vô, 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 vô lại. Thôi. Em nghe anh Bảy. Màu đỏ nha.
Em biết rồi. Chuẩn bị lấy hàng. Dạ. Đó. Tụi bay. Dạ dạ. 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 Xuống lấy hàng nè. Dạ rồi anh ơi. Chờ chờ. Rồi, okay. Dạ rồi rồi. Rồi lẹ lẹ đi tụi bay. Lẹ tụi bay. Lẹ lên nè. Lẹ lên. Lẹ lẹ đi. Lên. Nghe tao dặn nè. Gỗ màu đỏ tụi bay chất đây cho tao. Còn màu vàng với màu xanh tụi bay đem vô trong kho. Dạ. Lẹ. Dạ dạ dạ. Lẹ. Dạ anh yên tâm. Nhanh lên tụi bay. Nhanh lên. Nhanh lên. Để đi. Rồi. Rồi. Bây giờ á, tụi bay vô trong kho, sắp xếp lại ở trỏng cho tao. Mai có hàng về chuyển tiếp. Làm đi. Dạ. Dạ. Đèn. Dạ. Kiểm tra đủ chưa? Dạ đủ 20 cây anh. Được rồi. Được rồi. Mày vô trong á, kiểm tra tụi nó làm ăn sao. Anh. Để đi. Dạ. Đi đi. Dạ em đi. Đi. Ai đó? Tao là Đen nè. Có ai theo mày không? Không. Vô đi. Sao rồi? Đúng như thỏa thuận. 6-4. Ừ, đúng như thỏa thuận. 6-4. Hàng này anh Bảy. Kiểm tra đi anh Năm. Mất một viên đá rồi mày. Anh đừng có giỡn với em chứ. Kiểm tra kỹ lại đi. Tao nói mất một viên đá rồi. Mày nhìn đi. Nè nhìn đi. Mất một viên màu hồng cam. Ừ. Nè. Đây là hình ảnh Hà Nội chuyển vô cho tao. Tất cả là 20 viên. Bây giờ còn có 19 viên là sao? Hổ lỡ. Dạ. Dạ. Biểu. Có chuyện gì vậy anh Bảy?
Tụi bay khi đi giao hàng và nhận hàng có kiểm tra kỹ chưa? Dạ, lúc nhận hàng em kiểm tra là đúng 20 thanh gỗ. Lúc xẻ hàng tụi bay đã kiểm tra chưa? Dạ, em chủ quan quá nên không kiểm tra lại. Con mẹ mày, mất hết một viên rồi kìa. Hả? Ai lấy? Dạ, dạ. Chú Năm Anh Bảy, em biết thằng nào lấy viên đá đó rồi. Nói đi. Mày nói nhanh đi, mày nói chậm nó tẩu tán là chết. Thằng lấy viên đá đó chính là thằng Vũ Điếm. Cái gì? Thằng Vũ Điếm? Bắt nó về đây cho tao. Dạ. Bắt tôi tới rồi nè. Nè, tụi mày làm gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Mày buông ra. Tụi mày thả nó ra. Vũ Điếm, mày dám lấy đá của chú Năm, bây giờ còn giác xác tới đây nữa hả? Anh Bảy, để em xử nó thay mặt anh. Tụi mày ngon lắm, tao nói cho tụi mày biết, tụi tao tới đây rồi là không sợ chết đâu. Anh Bảy à, cái gì mất sẽ tìm lại được thôi. Tôi đã dám đến đây thì tôi sẽ chơi ván cờ này tới cùng. Chú Năm, anh Bảy, chính thằng Vũ Điếm là người đã lẻn vào trong kho hàng lấy đi một thanh gỗ. Tôi có camera ghi hình lại. Đâu? Dạ đây anh. Đưa đây. Thể nhớ đâu mày? Ở trong đó anh. Không có. Mày giận mặt với tao hả? Đâu anh có kỹ ra đi. Em để ở trong mà. Hỏi cần tìm nữa. Nó ở đây. Mày, hai đứa bay không cần giật. Tao cho tụi bay luôn đó. Tao cho tụi bay biết ở trong cái thẻ nhớ này cũng chẳng có cái gì hết. Anh Bảy à, từ trước tới giờ trong kho hàng không có gắn camera, nhưng chính thằng Hổ và thằng Lửa đã cấu kết với nhau muốn hại thằng Vũ. Còn thằng Đen là Chim Xanh, là tay sai để đi cai đặt vụ lấy đá này. Anh Hổ, cứu em. Mày im miệng ra đi. Im mày. Mày nín đi. Còn đây mới chính là bằng chứng nè. Mày đứng yên đó. Đây, mời chú Năm và anh Bảy coi đi. Anh Lửa, em đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi. Ừ, mày ra đây. Bây giờ mày tới chỗ khách sạn thằng Vũ ở. Dạ. Tìm mọi cách giữ chân nó lại. Rồi khi đó tao sẽ đến đó xử nó theo lời của anh Bảy. Mà lỡ có chuyện gì thì sao? Ngu. Mày ngu quá. Mày không nói, tao với thằng Hổ cũng không nói. Có trời mới biết. Mày yên tâm đi, ông Năm xe ben với anh Bảy làm sao biết được. Chính tụi mình gạt thằng Vũ. Cứ yên tâm mà làm đi. Dạ, em đi. Tao nói cho tụi bay biết, tụi bay đâu có ngờ tao với thằng Sơn giữ là bạn mà, đúng không? Tụi bay còn gì để nói không? Thằng Hổ và thằng Lửa âm thầm chơi thằng Vũ cũng giống như là chơi tôi. Anh em mà chơi nhau vậy được hả anh Bảy? Mẹ nó, tụi bay làm ăn với nhau mà nội bộ chơi nhau vậy, biết bao giờ mới khá được. Viên đá này trị giá 500 triệu của chú, bây giờ tôi trả lại cho chú nè. Lo chuyển hàng cho em. Ở đây mà gây nhau hoài là không có đẻ ra tiền được đâu. Tao đi về đó. Xin lỗi anh Năm,
Anh Năm thông cảm, tôi hứa sẽ chịu chuyến hàng này đàng hoàng. Chú Năm, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không dính líu gì tới con gái của chú. Bất kể là chuyện gì với con gái của chú, tôi cũng sẽ không quan tâm, cũng không liên quan tới tôi. Chú đừng có bận tâm nữa. Con mẹ mày, con mẹ mày, mẹ mày, mẹ mày. Khốn nạn, khốn nạn nè, khốn nạn nè. Anh Bảy, tha tôi em anh Bảy. Lẽ ra từng giàu sinh ra tử ở chốn giang hồ, tụi bay phải bảo vệ nhau. Còn đằng này thì sao? Hả? Nghĩa tình giang hồ của tụi bay đâu rồi? Hả? Tụi bay đã sống chết với tao nhiều lần, chính vì tụi bay cũng đã cứu tao rất là nhiều lần, cho nên bao nhiêu đó là đủ rồi nha. Nhớ đó. Anh Bảy à, thôi đủ rồi, bỏ qua đi anh. Đây là lần thứ hai tụi bay chơi tao, tụi tao bỏ qua. Nhưng mà tao nói rồi, thằng nào có ngon thì bước ra, cột dây cầm dao chém chết bỏ. Tụi bay đều có hồng bày trò tiểu nhân. Tao đã thấy cái trò này ở trong tù chơi nhau nhiều lắm rồi. Đừng bao giờ tin kẻ nào muốn tạo phản. Như thằng Đen, bề ngoài tỏ ra mình là một con cừu, nhưng luôn có bóng con sói bên trong. Thằng Hổ, thằng Lửa, tao nói tụi bay biết, tụi bay còn non lắm, đừng bao giờ có ý đồ trước mặt của tao. Anh Bảy, nếu như anh không muốn tụi tôi ở lại thì anh cứ việc lên tiếng, chứ anh làm vậy thì coi thường tụi tôi quá. Tụi tôi ăn hàng ngon cho anh thì anh phát tài mà, đúng không anh Bảy? Được rồi, công an đang lùng nhóm tụi mình, bất công là có người tạo phản thì chết chùm cả đám. Biển lặng sống êm cho nó yên. Đi. Vũ à, giang hồ hiểm ác, đừng bao giờ tin người lạ. Ta biết rồi. Biến tội sự cổ cho tao, nghe chưa mày? Mày đi về phòng trọ đi. Mày đi đâu? Tao đi về khách sạn. Sao mày không về nhà trọ đi? Mày kêu tao về đó cho bà ngoại Thi giết tao hả? Nè, mày ở khách sạn hoài á không ổn đâu. Hay là mày qua sự cổ ở đi, chứ khách sạn công an họ kiểm tra đột xuất lắm. Yên tâm, khách sạn này tao quen rồi, sống thoải mái tự do hơn. Cho nhiều tiền tụi lễ tân chút, thế nào tụi nó cũng bao che cho mình. Nhưng mà quan trọng nhất, khách sạn này có đường thoát thân ở đằng sau, yên tâm đi. Nếu mày nói vậy thì thôi, tao về à. Nên nhớ, dùng tiền hoài cũng là con dao hai lưỡi đó. Tao biết rồi mà, cảm ơn mày. Cẩn thận đó, đừng chủ quan nghe chưa. Tao đi đó. Sao lúc nào nó cũng dạy mình cách sống vậy ta? Vụ cướp tiệm vàng Kim Thành và Kim Giang vẫn chưa có dấu vết gì, các đối tượng khả nghi cũng không có. Bảy Đá thì làm ăn đàng hoàng, chưa có dấu hiệu gian dối.
Mời vào. Chào đội phó. Đồng chí ngồi đi. Báo cáo đội phó, về tình hình trộm cắp, chỉ bắt được vài tên ăn cắp vặt mà không ai biết đến nhóm siêu trộm này. Tôi biết, và ngay cả các đối tượng tình nghi cũng đã được loại trừ. Tôi đang nghiên cứu vụ trộm Kim Thành và vụ trộm Kim Giang. Cách thức trông rất là giống bọn siêu trộm ở thị trấn Cù Lao ở tận Đồng Tháp. Vậy có khi nào chúng hoạt động khắp các tỉnh không ạ? Không loại trừ khả năng này. Tôi cũng đã đi xuống thị trấn để mà tìm hiểu. Tụi nó là ma quỷ gì đâu á. Trong nhà tôi cái gì nó cũng biết hết á. Dòng vàng tiền bạc cất ở đâu, mọi ngóc ngách, cách sinh hoạt của gia đình tôi, tụi nó đều biết. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được tung tích của bọn siêu trộm. Bọn siêu trộm này có khả năng đặc biệt, đó là mở khóa. Bọn chúng rất là khôn ngoan, không bao giờ lấy xe của dân, vì bọn chúng thừa biết việc tiêu thụ ở thị trấn này rất là khó. Theo như báo cáo của vụ án tâm mặt quỷ, thì từ dữ liệu của camera ghi lại và lời khai của bảo vệ nhà này, bọn chúng đã sử dụng tia laser cực mạnh để làm lóa tất cả các camera. Sau đó bọn chúng lẻn vào phòng quan sát camera và đánh gục bảo vệ, rồi tắt nguồn tất cả các camera. Còn bây giờ mời các đồng chí vào hiện trường. Theo tôi quan sát căn nhà này, các ổ khóa rất là khó mở, cho thấy bọn trộm rất là thông minh, đã lên một kế hoạch để mà tiếp cận tên bảo vệ và người nắm giữ chìa khóa của căn nhà này. Nhưng theo lời khai của bảo vệ thì chìa khóa phòng riêng của tâm mặt quỷ là bảo vệ không có. Tuy nhiên, chính trong căn phòng của tâm mặt quỷ có chứa ma túy đá trong cái sắt. Bọn chúng đã đột nhập vào phòng làm việc của tâm mặt quỷ, phá cái sắt, nhưng chỉ lấy tài sản chứ không lấy ma túy. Vậy bọn trộm vào đây có mục đích gì? Theo báo cáo của biên bản thì đó chính là đá quý. Đá quý? Số lượng khoảng bao nhiêu? Theo lời khai của bọn đàn em thì rất là nhiều, nhưng chỉ có tâm mặt quỷ mới biết chính xác số lượng là bao nhiêu. Các anh đã tìm ra hung thủ giết tâm mặt quỷ chưa? Chưa, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, vì những nghi vấn của chúng tôi vẫn chưa đủ chứng cứ xác thực. Các đối tượng tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm. Như vậy bọn giết người là một tổ chức băng đảng chuyên nghiệp, và bọn đột nhập vào nhà lấy đá quý là siêu trộm rồi. Hiện nay các anh có nghi ngờ ai không? Tí thẹo. Tí thẹo? Nhưng chúng tôi sợ bứt dây động rừng nên vẫn cho các trinh sát theo dõi, vì chúng tôi nghi ngờ đằng sau tí thẹo có một ông trùm. Bởi vì tí thẹo chỉ là một tên ma cô ở huyện Cù Lao Rạch Tràm mà thôi. Thủ đoạn che lấp hoặc các camera đều tương tự, và kẻ thù của tâm mặt quỷ là ai thì công an thị trấn Cù Lao đang thu thập thông tin để phối hợp với chúng ta phá vụ án này. Theo như đội phó suy luận thì tôi thấy có nhiều điểm tương đồng. À, mà tôi gặp đội phó là về chuyện công ty tài chính Thần Tài, do Lâm Văn Tài, tức Tài Miếu Nổi, làm giám đốc. Công ty này trong thời gian gần đây có nhiều biểu hiện dùng vũ lực để cho vay tiền. Tài Miếu Nổi có một gia thế không hề đơn giản. Ba anh ta là phó giám đốc sở tài chính, sau đó chuyển sang làm phó giám đốc một ngân hàng ở Long An. Mẹ anh ta thì mất rồi, và nguyên do mất vẫn còn là một điều bí ẩn. Tôi biết anh ta khi có chuyện lùm xùm, anh ta say xỉn đến nhà của ba anh ta để mà quậy phá, bị phạt hành chính cách đây 3 năm. Ê cán bộ ơi, bắt tôi vô đây làm gì vậy? Mất thời gian quá à. Mới ra trường đúng không? Biết ba tôi là ai không? Ba tôi mà biết chuyện này á là cán bộ mệt lắm á. Chào đồng chí. Thôi được rồi, để tôi giải quyết vụ này. Dạ. Ừ. Nè, bắt tôi làm gì vậy? Có biết ba tôi là ai không hả? Ba anh là ai thì sẽ biết ngay bây giờ. Đây là tờ khai, và anh có quyền khai lý lịch của mình theo quy định, và viết tên và nơi làm việc của ba anh vào. Còn anh bị bắt vào đây là vì tội gây rối trật tự công cộng, và chính ba anh là người đã kêu chúng tôi bắt anh về đây. Cán bộ nói gì? Ba tôi kêu cán bộ bắt tôi về đây hả? Ừ. Ông già mất dịch thiệt chứ. Sau đó thì cha của Tài Miếu Nổi xin về quê ở Long An để công tác. Bây giờ mình cứ theo dõi,
nhưng đừng để bứt dây động rừng. Đối với những thành phần mà có cha mẹ làm quan kinh tế thì chúng ta buộc phải có đầy đủ bằng chứng. Không khéo chúng ta sẽ bị quật lại. Làm việc gì cũng phải có lệnh, theo luật mà hành xử. Rõ. Đây là hồ sơ mà chúng tôi vừa thu thập bước đầu về tại miếu nổi. Ừ. Gần đây công ty này làm ăn giàu lên rất nhanh, mà không biết rõ nguồn gốc tiền từ đâu. Thời buổi này mà làm ăn chân chính, đóng thuế đàng hoàng thì rất là khó giàu lên một cách bất thường, ngoài trừ đi ăn cướp của người khác. Cần cho anh em theo dõi tên này, biết đâu chúng ta sẽ tìm được một điều gì đó trong móc xích của bọn siêu trộm thì sao? Rõ.